Laptop Bánh Tre xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn một video clip chuyển Vega xe, cặt xe cho dòng laptop HP G4 chạy chip Core i5 Thế 2. Thì dòng laptop này các bạn, ở đây nè, CPU nè, i5 Thế 2, đây chip RAM và đây là con Vega. Thì con Vega này là còn chip zin các bạn, còn đủ 4 ốc keo ha, cố định 4 ốc keo. Thì dòng này nè các bạn, sau một thời gian mình sử dụng á, thì trước mắt là chip này nó bị lỗi nè, lỗi nhẹ. Thì ở tình trạng là mình chạy đến khi mà nhận cạc màn hình hai cạc á, nếu mà vào win á, mình disable bớt một cạc này á, thì vẫn còn chạy được. Còn hai nữa mà nó bị khởi động máy lại á, thì máy sẽ bị treo hoặc là trắng màn hình nha. Thì ở trường hợp này á, thì mình chỉ cần mình hấp đá lại chip này, chip Vega này, thì men nó sẽ chạy tốt, ok. Tuy nhiên nó chạy lại một thời gian thì nó sẽ bị lỗi tiếp nữa, thì mình phải bắt buộc phải gỡ tháo này ra. Mình khắc phục bằng cách là mình tháo con Vega ra để mình đóng chip lại, mình làm chân mình đóng lại hoặc là mình thay chip mới. Tuy nhiên đối với dòng men này thì việc chuyển Vega cho dòng men này rất là đơn giản các bạn. Các bạn chỉ cần xả cuộn dây ha, một cuộn dây ở đây ha, cuộn dây ở đây, và mình có thể mình xả con chip này ra mình bỏ luôn cũng được nha các bạn. Hiện trạng thì cái máy này hiện giờ vẫn còn chạy, lên màn hình bị trắng thì chip này chưa có chạm, cho nên là mình chỉ cần xả con dây chỗ này ra là máy sẽ chạy cặt xe. Còn nếu mình kỹ nữa thì mình bấn con chip này ra mình bỏ luôn ha, tại vì có một số đệ máy sau khi mà hấp tới hấp lui nhiều lần thì con chip này nó sẽ bị chạm đi, nó chạm dẫn đến tình trạng là máy sẽ bị chạm nguồn, nó không chạy được. Mặc dù mình chuyển ra xe rồi, mình gỡ con dây rồi, mình không sử dụng nó, nhưng nó chạm, nó dẫn đến chạm nguồn toàn bộ men, mình dò rất là cực. Vì vậy nếu mà các bạn kỹ, các bạn có máy đóng chip á, thì các bạn chỉ cần là gỡ bỏ chip này ha, là một, gỡ cuộn dây ha, cuộn dây này là cấp nguồn cho Vega nè, cấp nguồn cho nguồn Vega nè, đây là tủ lọc nè, mình chỉ cần cách ly cuộn dây này và gỡ bỏ chip này là chuyển thành Vega cặt xe ha, Vega xe rất là đơn giản ha. Bây giờ mình tiến hành mình gỡ ra, mình bóc con chip này ra luôn nha các bạn. Mình tháo cái miếng nhựa cách ly cái quạt ha ra, rồi sau đó mình trát một ít mỡ vào. Mình thì mình xài mỡ thừa kinh bô ha, còn các bạn xài mỡ xịn kinh mắt thì nó sẽ ok hơn, nhiều loại mỡ nha. Mình trát ít mỡ vào đây để cho nó mau chị, nó mau chảy, nó dễ chảy các bạn. Hộp chị mình hộp mỡ mình nay nó cũng muốn hết rồi, để một hộp mới đặt kìa. Tháo RAM, tháo CPU luôn nha các bạn. Mình tiến hành là mình gỡ bốn cái miếng keo, hai mấu miếng keo mà để cố định chip nè. Đây là chip còn zin nha. Tuy nhiên thì giờ nếu mình làm an toàn thì mình chuyển về xe thì máy chạy sẽ bền hơn, ít lỗi hơn. Còn nếu mà bạn nào có nhu cầu mà làm đồ họa, làm hình ảnh thì bắt buộc mình phải làm chip lại. Tuy nhiên cái dòng máy này là thế hệ 2, nó cũng là xưa rồi, cho nên là mình chuyển về xe để mình xài ứng dụng văn phòng, làm du mình xem lướt web, chơi một số game nhỏ ok. Còn giờ thì những cái phần mềm mới, những phần mềm mới AutoCAD đồ lớn thì người ta sẽ sử dụng cấu hình cao hơn, i7 thế hệ 8, thế hệ 11, 12 gì đó vân vân, thế hệ cao hơn. Còn đây thì đời này thì nó cũng lâu rồi, nó không còn đáp ứng được nữa, thì mình chuyển các xe để xài những ứng dụng nhẹ nó dễ dàng hơn. Đây là mình gỡ ra những cái nhựa keo ha,
keo để mà khặn bốn góc ha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình đưa lên máy đóng chiếc thì mình bứng lên con chiếc thôi là xong các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đẩy mẹ lên máy đóng chiếc để mình bóc chiếc này ra. Đây máy đóng chiếc mình đây, để cổ tuy nhiên vẫn đáp ứng công việc được nha các bạn. Ok các bạn, sau khi mình lấy chip ra ha thì độ còn cao mình bật dây nhiệt cho nó. Rồi các bạn, sau khi mình giải nhiệt chip cái men nó nguội bớt rồi đó, bây giờ mình tiến hành mình xả chì ra ha. Mình vú cái chân chì lại cho nó sạch lại. Vú chân chì sạch rồi mình vệ sinh lại. Sẵn tiện là mình cách ly con dây luôn các bạn. Tháo con dây này bỏ luôn. Rồi bây giờ mình tiến hành vệ sinh và mình ráp máy vào rồi. Các bạn nhớ là giá cái miếng lót thì lại nha, cách ly nha, và cộng thêm nữa là các bạn dùng băng kiểu giấy nè, mình cắt mình dán cái mình che cái phần mà chip mình mà gỡ ra để khi mình ráp cái tản nhiệt vô á nó sẽ không bị chạm mấy quan. Ok các bạn, sau khi mình chuyển vi ra xe cho dòng HB G4 ha, Babylon G4 nữa. Đây, bây giờ máy mình ráp vô rồi nè, và bây giờ nó còn nhận là cạc Intel HB ha. Bình thường thì dòng máy thì nhận hai cạc nha các bạn. Nói chung là máy ổn rồi đó. Mình vừa chia sẻ với các bạn cái video clip là chuyển các xe cho dòng HB Babylon G4. Rồi nếu các bạn thấy video clip mình có ý nghĩa thì các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ video clip với phụ mình, các bạn nhớ đăng ký và nhấn nút thông báo để nhận những video clip tiếp theo của mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha.